Rồi hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Chúc anh em ở ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Xin nhắc lại quy định mua máy bên mình luôn. Số điện thoại đặt hàng của mình là 0355 356 356, có tên bạn nhỏ nha. Thì quy định mua máy thì anh em cứ gọi thẳng số điện thoại đó và cặp trước cái cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên triệu thì anh em làm cặp 100k Viettel hoặc là chuyển khoản qua Momo, Viettel Pay hoặc là số tài khoản nha. Anh em cá lô cho mình thì mình sẽ báo số tài khoản cũng như để anh em chuyển khoản. Và tất cả các máy bán ra thì mình có báo trong clip nha, mình không bao ship nha. Bất kỳ máy nào mình cũng không bao ship. Đó, anh em tự chịu phí ship. Tự bao ship thì nó cộng thêm tiền phí nữa cũng dài thôi anh em. Nên anh em cứ chịu phí ship cho mình từ 35 tới 40 ngàn tùy theo khu vực gần xa nha. Anh em nào chuyển khoản thắng thì mình bao ship. Còn cặp tiền thì anh em vui lòng chịu phí ship cho mình. Đó, đó mình nhắc trước trong clip rồi nha. Chứ đưa tới anh em cứ nói sao mà ví dụ như cái máy 2 triệu rưỡi đi thì là shipper nó sẽ cộng cho mình là 2 triệu 530 ngàn hoặc là 2 triệu 535 ngàn. Thì anh em lại phân nói là tại sao lại có thêm 35 ngàn nữa. Thì đó là phí ship nha anh em. Anh em thông cảm nha. Rồi không dài dòng nữa thì mình xin giới thiệu clip hôm nay luôn. Và mình xin có một cái con sim số như thế này anh em. Đó, 0346 ha, 505356. Thì con số này mình sẽ tặng cho anh em ở clip phát trực tiếp vào chủ nhật tuần sau. Chủ nhật tuần sau hoặc là thứ bảy thì mình sẽ báo trước trong cái tab cộng đồng nha. Anh em vô YouTube thì coi cái tab cộng đồng. Đây mình sẽ mở cho anh em coi. Đây là cái kênh của mình nha anh em. Anh em vô cái mục anh gõ cái kênh mình vô nha, xong video này, đó là những clip phát mới nhất này. Danh sách phát cộng đồng. Đây. Mình sẽ đăng trên cái tab cộng đồng này. Là ngày nào mình ra clip, mình sẽ đăng đây là clip để tặng sim nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like video ủng hộ mình nha anh em. Nhớ đăng ký kênh để đón xem clip mới nhất lúc mà mình đăng lên anh em, mình sẽ phát trực tiếp luôn. Bữa đó sẽ anh em dự đoán sim, dự đoán mã số mà mình tặng sim ngay tại chỗ luôn nha. Tặng trong livestream luôn, 0346 505356, số tiếng hết nha anh em. 505356 ha, cho anh em nào mà dự đoán đúng. Cái quy định mà bữa đấy mình sẽ ra clip luôn. Thì anh em dự đoán đúng thì mình sẽ tặng trực tiếp anh em cái số này luôn. Tầm thứ bảy hoặc là chủ nhật tuần sau. Mình sẽ báo trước trong tab cộng đồng vài ngày để anh em tham gia cho nó vui nha. Để anh em còn biết. Cái lúc đấy thì nói chung là tầm 8 giờ đi. Tầm 8 9 giờ tối gì đấy thì mình sẽ livestream và tặng quà cho anh em nha. Và tiếp tục sau cái con số mà 505356 này đấu giá xong, tặng anh em xong, tham gia dự đoán xong thì sẽ tiếp tục một con số tam cô năm 0372861555 sẽ tặng tiếp cho một bạn may mắn vào cái tuần sau nữa. Nên anh em nhớ bấm live video, bấm đăng ký để đón xem những clip mà mới nhất mình đang ra để tặng quà cho anh em nha. Đó là những clip tri ân khách hàng mình sẽ tặng cho anh em sim trước, sau đó sẽ tặng điện thoại nha. Tiếp tục clip ha, anh em cứ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ tặng cho anh em vào thứ bảy hay là chủ nhật, mình sẽ báo lên tab cộng đồng. Anh em cứ đăng ký kênh sẽ biết được ngày ra clip mới của mình ha, để anh em tham gia dự đoán cho vui nha. Tối đấy thì tầm 100 hay 200 bạn tham gia live trực tiếp là mình sẽ bắt đầu live video và cho anh em tham gia để dự đoán. Anh em nào mà dự đoán trúng giao trực tiếp luôn, khỏi lên tăng nha. Rồi, clip bán máy hôm nay tiếp tục. Con máy đầu tiên hôm nay là con Neo 7 nha. Oppo Neo 7. Máy này là máy nội địa nha anh em, nên là cấu hình nó cao nha. RAM 216, màn hình hiển thị cực sắc nét nha. Nó quá sắc nét luôn nha anh em. Con này là máy có nhưng mà bây giờ nó hiển thị là quá đẹp nha. Và chụp hình này cực nét luôn. Lại nét cho anh em xem. Đó. RAM 216, màn hình 5 inch, pin con này là 2400 và giá cho anh em là 690.000 nha. 690k kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn. Giá quá bèo. Một con Ryzen 7 Dream. Máy riêng, vỏ có xuất sắc theo 5 tháng này, vỏ sườn xuất sắc nha. Ribe rim, màn hình 5.5, RAM 332, pin con này là 3.300. Đó, màn hình cũng còn sáng đẹp, kính không xuất sắc gì mới nha. Gần sau có xuất sắc, máy riêng. Đó, Ribe rim nha. Chức năng là hoạt động ổn định luôn anh em. Đó, Galaxy Ribe rim. Ok, RAM 332, con này ra đi cho anh em giá 1.650.000. 1650 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Máy đẹp tầm 96-97 thôi, không có được đẹp keng nha. Ok nha, 165. Tiếp theo là con Oppo F3. Máy này thay vỏ mới rồi, keng sạc như bóc hộp luôn. Khi sim mình để kia tí bỏ vào. Máy cực đẹp nha, RAM 464 nha anh em. Con này RAM 464 ha, màn hình 5.5 và pin con này là 3200. Và máy thì nói chung là len keng sạc bèn luôn. Đó. Đẹp như bóc hộp ha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn. Wi-Fi các kiểu ok hết ha. RAM 464.
chức năng thì quá ok rồi. Ok, F3. Con này ra đi cho anh em giá 1.7 triệu nha. 1.7 triệu kèm sạc và dán cực lực cho anh em luôn nha. Trước khi gửi máy ha, 1.7 triệu. Tiếp theo là một con G4 Lut, G4 cộng máy Samsung, Việt Nam 2 SIM. Chắc bên gen nhẹ trên góc đây, còn như là kính đẹp, lưng đẹp. Con này màn hình 6 inch, RAM 216, pin 3003. Máy thì ngoại hình đẹp tầm 96-97 thôi, chỉ có tróc nhẹ bên gen đây, còn góc lưng sườn. Kính rất là đẹp nha. G4 Plus. Rồi, ra đi cho anh em con này là báo giá nhanh luôn. 1.650.000 luôn. 1.650. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn. 1.650.000 G4 Plus màu xám đen. Ok nha anh em. Mà có một con máy có này anh em nào lấy không? Nokia 6003. Vỏ sau thì nó có vỏ trước này xước nhẹ. Còn máy thì full chức năng nha. Con này xài rất sướng, những anh em lớn tuổi á bỏ nghi gọi nha. Đây, pin thì đã thay mới cho anh em rồi. Pin mới rồi ha, nắp độ ok hấp. Máy không kèm sạc nha, anh em giờ tự mua sạc nha. Máy không kèm sạc giá 290.000, 290k. Ha, quá bèo. 290. Siêu phẩm một thời. Màn hình hiển thị cực sắc nét, chỉ có nó chắc bên gen trong này thôi. 290. Anh em nào muốn mua sạc thì thêm mình 20.000 nữa là 301, còn máy không có sạc thì 290 nha. 290k. Tiếp theo là một con Oppo A5s máy riêng nguyên. Con này không có thay vỏ nha anh em, con này chưa thay ha. Đó sao nói vậy nha. Máy cực đẹp luôn, nói chung là sang chủ nhân xài rất kỹ con này. Máy cực đẹp. Con nào mà thay vỏ thì mình báo thay vỏ nha, còn con này là riêng nguyên từ A tới Á luôn. Đó, A5s RAM 332. Màn hình là 6.2, pin 4230 ngang A1s nha, A3s nha. Pin nó ngang nhau luôn. Đây, A5s CBH1912 RAM 332. Máy cực đẹp nha, 98-99%. Con này ra đi cho anh em giá 2.1 triệu nha. 2.1 triệu kèm sạc dán kính cho anh em nha. A21s Samsung, máy riêng nguyên màu xám đen. Con này cũng RAM 332 luôn, màn hình 6.5 inch và pin con này 5000, cực trâu bò. Con này là quá trâu bò rồi, máy đẹp tầm 98 nha. 98-99 luôn. Kính đẹp, lưng đẹp, màn đã dán cực lực cho anh em rồi. Samsung A21s, máy cấu hình cũng ok luôn, pin cực trâu, mẫu mới ra trong năm nay luôn, A21s nha. Con này ra đi cho anh em giá 3.1 triệu nha. 3.1 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Máy đẹp ha. 3.1 triệu. Tiếp theo là con Samsung A30 màu xanh nha, xanh xanh nhạt nhạt này, máy đẹp riêng nè. Máy này đẹp tầm 97 đâu nha, lưng xe quá xuất sắc nhẹ này. Kính thì căng luôn, kính đẹp căng. Còn miếng giá guarantee luôn, về lột ra dán lực lại cho anh em nha. Con này RAM 464 nha anh em, bạn có RAM 4 nha, phải bạn RAM 3 nha. Con này RAM 464, màn hình là 6.4 inch và pin con này là 4000 nha. Máy full chức năng ha, máy riêng nguyên. RAM 464. Con này bản cao cấp nên là cấu hình nó mạnh hơn ha. Nó có hai phiên bản RAM 6, RAM 464. Con này giá của nó là để này 2.9 triệu nha, 2.9 triệu. Kèm sạc dán kính nha anh em. 2.9 triệu. Một con A10 Samsung thay vỏ. Con này thay nếp sau rồi anh em, đẹp như mới luôn. Đẹp như mới nha, vỏ keng. Kính dán cực lực nên là đẹp keng sao em luôn. Màn sáng đẹp. A10 màu đỏ, RAM 232, màn hình 6.2 và pin con này cũng 4000 nha. Chức năng full nha anh em. Đó, A10. Máy thì quá đẹp, tầm 99% luôn, như máy mới luôn. A10 giá 1.750. 1.75 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Oppo A93 màu xám đẹp keng sao bén luôn, máy tầm 98-99. A93 riêng nguyên. Đó, đẹp như thế này nha. Con này RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6.43 và pin con này là 4000. Kính đại dán cực lực cho anh em rồi. Đó. Oppo A93 chức năng full nha. A93 RAM 8 bộ nhớ 128, cấu hình cực khủng. Rồi, ra đi cho anh em con A93. Máy cực đẹp. Giá 4.9 triệu nha anh em, 4.9 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em rồi. Ok nha. Một con S8 cộng màu đen. S8 cộng màu đen, máy dưới lệ lưng cũng rất là đẹp nha.
kính đẹp nha. S8 cộng. Con này RAM 464, màn hình 6:2 và pin con này là 3500 nha. Pin 3500. Chức năng full. Camera, wifi các kiểu đẹp là ok luôn. Một đốm nhẹ đây nha anh em. Có đốm nhẹ đây, bao anh em xài không lan nha. Màn đẹp nha, không ám nha. Màn đẹp, S8 Plus. Bán hàng nha anh em, xài một sim ha, nó báo trước cho anh em nha. Đây nè, chữ T này. Đó, một đốm nhẹ đây, không ảnh hưởng nha, xài không lan nha, máy cực đẹp ha. Hình 9899 luôn. Con này ra đi anh em giá 2690. 2.690.000. S8 Plus. Xài rất là ổn. Tiếp theo là một con Oppo F1S. Máy thay vỏ sao đẹp keng sao beng. F1S nha anh em, RAM 4, con này RAM 464 nha, chứ không phải RAM 3 nha. Cũng là RAM 464 luôn, màn hình 5.5 và pin con này là 3075. Kính đẹp keng đại giác lực cho anh em rồi. RAM 464. Rồi. Chứ không phải RAM 32 đâu, RAM 4 nên là cấu hình nó ok hơn nhiều. Chức năng full cho anh em nha. Oppo F1S giá 1690. 1.690.000 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Và xin nhắc lại anh em xem giữa clip nhớ nha, tuần sau nhớ tham gia dự đoán sim để trúng thưởng con 50, 53, 56 nha, và một con 555 tuần sau. Tuần sau thì con này, tuần sau nữa thì con này. Đó, nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nha, để đón xem những clip mới từ kênh của mình nha. Tiếp theo là con Samsung A31, máy đẹp keng sà beng luôn, màu trắng ha. A31 keng sà beng, màn hình 6.5. Con này RAM 6, bộ nhớ 128. Đó, và pin con này là 4000 nha. Máy nó nói chung đẹp len keng sà beng luôn. Đó, màn hiển thị sắc nét, cực sắc nét luôn nha. RAM 6, 128 anh em, cấu hình cực mạnh. A31. A31 ra đi cho anh em giá 3.900.000 nha. 3.900.000 kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. Đó, máy quá là đẹp luôn. 98-99%. Rồi, tiếp theo clip là một con Samsung A8 anh em. Samsung A8, màn hình 5.6, RAM 4, bộ nhớ 32, pin con này là 3000. Máy thì nguyên zin, đẹp tầm 98-99 luôn. Quá đẹp. Kính trước có lông mèo nhẹ nha. Kính trước là 97 thôi. Kính trước chưa có dán, để mình dán lại luôn cực lực cho anh em. Có lông mèo nhẹ thôi. Đó. A8 không, màn hình không ám ố ha. Con này màn đẹp. Wi-Fi. A8. Và thứ con này một sim hay 2 sim đây. 2 sim nha anh em. 2 email nè. 2 email là 2 sim nha, bản Việt Nam ha. Chính năng ok. A8 RAM 4, bộ nhớ 32, máy đẹp, kính có lông mèo nhẹ thôi. Lưng keng, giá 2.400.000 nha anh em. 2.400.000 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Máy quá là đẹp luôn. Tiếp đến là một con 6 Plus. Lock. Con này là lock, mình không bao sim ghép nha. Không bao sim ghép. Anh em tự xử nha. Con này nè. Vỏ nó xước xác xấu này, không đẹp này, máy riêng nguyên. Pin 100%. Kính được cái kính đẹp nha. Kính này không có lông mèo lông chuột gì hết. Kính nó lông chuột thì cũng nhẹ thôi. Wi-Fi này. Chức năng ok hết nha. Máy sạch trơn, không có dính tài khoản gì hết ha. Vân tay vân chân đầy đủ. 6 Plus. 128GB. Con này 128GB nha, anh em lưu dữ liệu thoải mái luôn nha. 128GB. Máy bên Ria Nhật ha. 6 Plus 128GB. Pin thì 100%. Pin này thay mới cho anh em rồi. Đó. Máy thì men ring vỏ ring. Tất cả các kiểu luôn ha. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 1.970.000. 1.970.000 không kèm sạc nha anh em. Không kèm sạc nha. 1.970 không kèm sạc. Giá ngân lực cho anh em đầy đủ. Tiếp theo clip là con Samsung A71 nha anh em. A71 máy riêng đẹp ha. Con này đẹp tầm 97-98. Lưng sau thì có đố đốm, nó do xài ốp lưng này, nhẹ thôi, không ăn đáng cười đâu. Kính 99 nha. Kính này phải đánh giá tầm 99%. Màn hình cực sắc nét nha anh em. Máy này qua xài quá sướng luôn. A71 dòng cao cấp nha, màn hình 6:7. Rất là rộng. A71 ha. Chức năng full nha. RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6:7 và pin con này là 4500 nha. Máy đẹp tầm 98-99%, nguyên zin.
Samsung A71. Con này là đi cho anh em giá 5650. 5650 cọc 200.000 Viettel là mình gửi máy nha anh em. 200.000 Viettel chuyển khoản hoặc là cọc cạc nha. Có tài khoản thì anh chuyển khoản là dễ hơn nha. Rồi, cuối cùng clip xin chào anh em. Chúc anh em ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới, tặng sim, tặng số và tặng điện thoại các kiểu nha. Tuần sau sẽ tổ chức chương trình này nha anh em. Like video ủng hộ mình nha. Rồi, thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe nha. Chào, hẹn gặp lại clip ngày sau.